gì gì phải 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 các bạn, cái gì hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình và mình là Roma Vlog. Thì hôm nay sự chờ đợi của các bạn đã khiến mình hôm nay mình tăng ca về rất là muộn nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 9 giờ mấy rồi. Thì nhưng với sự chờ đợi của các bạn thì hôm nay mình sẽ làm một clip tâm linh, đó là cầu cơ bằng trứng gà nha các bạn. Thì cái cách đó là anh cho công ty mình có đưa cho mình cái cách đó, giờ có đưa cho mình một lá bùa thì mình có đưa cho Tướng Anh rồi. Thì xíu nữa anh em mình sẽ đi và đợi Tướng Anh đang tắm với ăn cơm mình đó. Tướng Anh cũng mới đi làm về các bạn. Thì bây giờ anh em mình bắt đầu khởi hành thôi, let's go. Các bạn thì hôm nay mình với Tướng Anh đã đi vô tới nghĩa địa rồi các bạn. Hôm nay còn có hai đứa. Các bạn xem này, cái nghĩa địa hôm bữa đây, bình nước còn nữa, nghĩa địa hôm bữa mà mình chơi cái gương các bạn nhớ. Nhan ai đó vậy? Có người vô đây lúc như có người mới vô đây cúng các bạn. Mình lại coi cái gương thử coi. Như có người mới vô đây cúng các bạn. Nhan còn này. Còn hai ba chỗ luôn nè. Mình lại coi cái gương hôm bữa rồi có. Nè các bạn nhắc mới nhớ. Các bạn hôm bữa các bạn nói cái gương bị ai bắn này giờ. Đâu lạc lạc lên coi thử coi có thấy viên bi không không? Các bạn nói các bạn xả là các bạn thấy viên bi. Các bạn tua chậm video là các bạn thấy viên bi các bạn. Không có cơ. Thấy gì không có? Không có. Úp, úp xuống, úp xuống. Úp gương xuống hết. Rồi các bạn thì đây chính là cái chỗ hôm bữa mà anh em mình chơi ma gương nữa các bạn. Này, này thấy không? Đấy. Thì giờ anh em mình sẽ chơi trò cầu cơ bằng trứng gà nha. Thì anh trong công ty mình có nói với mình và anh ấy có đưa cho mình miếng bùa như thế này nè. Đó, anh ấy có đưa mình miếng bùa như thế này nè. Thì anh ấy kêu là cái miếng này sẽ đốt triệu hồi được cầu cơ người ta lên. Thì đòi bỏ miếng này nè, hồi nữa anh em mình để lên cúng giấy xong rồi anh em mình sẽ đốt miếng này. Thì trò chơi này anh ấy nó rất là linh nghiệm các bạn. Thì mình không biết là nguồn gốc của bùa vọng gì này ở đâu, nhưng mà anh ấy đưa thì mình làm thôi. Ok, bây giờ bỏ xuống những dụng cụ mình cần thiết cho bạn xem nè. Đây mấy cục gạch hôm bữa vẫn còn này. Thì hôm nay Tướng em với lại Sơn bị ốm rồi bạn. Tướng em thì bận chở vợ đi khám bệnh hay sao á. Hôm nay còn mình với Tướng Anh thôi. Hai anh em mình chơi luôn. Chuẩn bị gì có? Đây nè, các bạn chuẩn bị cho mình là một cái trứng nha. Một cái trứng, một cái chén. Trứng gà nha các bạn, đừng có lấy trứng vịt nha. Mình nghe nói trứng gà là mới linh nghiệm. Úp xuống, để sát ở trong. Úp xuống để sát trong. Đưa cho các bạn xem là cái chén bình thường, cái trứng gà bình thường đó các bạn. Đấy, không có dây vọng gì đâu nha, đây này. Các bạn xem không có dây vọng gì đâu nha. Rồi, úp xuống đưa cái chén cái gì, đưa cái trứng lên đây cho các bạn coi đi. Này. Thấy không? Các bạn coi cái trứng vô còn bình thường nha. Thì nghe nói nếu như mà linh ứng thì cái trứng nó sẽ xoay vòng vòng vòng. Thì mình không biết trò này có thật hay không, anh kia kêu mình thử đi, trò này linh lắm. Thì mình có để lá bùa lên em có. Có, để lá bùa lên rồi mới đè cái trứng lên. Để gì mới đúng nè. Rồi thì bây giờ đốt hai cây nến hai bên nha các bạn nha. Hôm nay trời mới mưa hay sao có? Hôm nay mới mưa chiều các bạn cho nên còn rất là ướt nè, còn miếng gương nè, úp xuống. Không biết có ai mới vô đây cúng hay sao bạn, thấy có nhang cắm mà mình nghe người ta đồn là vậy á, nghe nói là đi vô nghĩa địa muốn làm cái gì thì mình phải cúng một bó nhang để mình cho những người không phải ở đây, là chỉ có một người bị mất nhưng mà có rất là nhiều người mất trong đây các bạn, cho nên mình cắm nhiều nhiều nhang ở đây cho người ta. Lúc nữa thì rồi bộ lấy cho tôi khoảng chừng 10 cái nhang đi. Đây cái mộ này.
cái mộ này thôi các bạn. Thì giờ anh em mình lấy nhang ra các bạn. Sao bò. Mấy chùm bó đó. À, nhiêu, bao nhiêu rồi. Thì mình đốt bó nhang này để mình cúng cho những người xung quanh đó nha. Mình cắm đó. Đốt bằng nến luôn kìa cô. Bó quẹt lên chứ. Đốt cháy cho đều nghe bộ nha. Thì mình không biết là cái lá bùa này là chữ gì, mình không có gành về tiếng Trung các bạn. Nhưng mà anh nó đưa thì mình làm thôi. Mà hôm nay hơi ớn thì bà, tại anh em mình đi hôm nay có hai đứa, lần đầu tiên mình đi có hai đứa luôn á. Các bạn nhớ là quạt. Ây da. Từ từ có. Cầm phủ ấy. Sao cháy lớn vậy? Các bạn đừng có thổi nha các bạn. Cầm ta quơ và tắt nè, chứ đừng thổi. Phủ cho tắt đi, dựng lên nó đừng dựng xuống nó càng cháy thêm. À. Sao nhang gì mà cháy nhanh chứ? Rồi tốt. Được chưa? Nó nhang tốt nè. Nhang tốt các bạn. Đấy không có tâm. Mình cắm chỗ đó hay sao cô? Cắm gần đi, đừng cắm vô chỗ của người ta. Nhưng tốt các bạn, mình phủi hoài không tắt luôn. Mình cắm ở đây cho người ta các bạn. Giờ nó ngã nhang nghe bồ nha. Cho nó tè ra vậy đó. Ok. Đi. Kìa, ngã kìa. Cắm sâu sâu xuống, đừng để ngã nhang là không có nên nha các bạn. Các bạn cắm nhang, các bạn cắm sâu sâu xuống, đừng để cho nhang ngã nha, nó không có nên. Rồi vậy được rồi. Đó, các bạn nhớ cắm cho nó tè tè nhang ra vậy. Rồi giờ quay lại con đoạn của tụi mình này. Thì cái này mình nghe nói là không có được đốt với tiền vàng bạc các bạn. Tại vì á, mình cầu cơ theo kiểu trứng gà này là mình cầu một người. Chứ không phải cầu nhiều người, mình đốt vậy thì người ta sẽ lại dành các bạn. Người ta sẽ lại dành rất là nhiều. Cho nên là mình gọi là làm một người thôi. Chưa cốt lấy ba cây nhang cắm hồi trước chứ. Hơi đun một cốc. Người đi hai người có ứng sao cốc.
cắm ngay 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 ngoài trước cái chén luôn á. Cục đá. Cục đá à? Cục đá là khó cắm. Rồi cứ sâu sâu tí. Ok chưa? Rồi nè các bạn, đây chính là nghi thức triệu hồi cầu cơ bằng trứng gà nha các bạn nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình giải nè. À, nè các bạn hãy nhớ kỹ cái lời khấn của mình nè. Rồi mình có đốt cái lá bùa luôn. Mình khấn rồi mình mới đốt. Hồi chiều tôi có nói với bồ là khấn rồi đốt hay là đốt rồi khấn nè. Khấn rồi mới đốt đúng không? Ờ, à, khấn rồi mới đốt. Hỏi thánh thần ma quỷ đang chơi dẹt phương nào, xin hãy lại đây chơi với con, xin hãy lại đây chơi với con. Lấy lá bùa ra đốt đi con. Gì? Gì? Phải 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 các bạn, cái gì? Có đi là đắng không? Từ từ. Đây là coi nữa. Đây nha. Từ từ. Các bạn tự nhiên cái bó nhang này các bạn thấy không? Từ từ nói chuyện nhỏ thôi. Anh kia nói là cái trò này đừng có nói chuyện lớn, nói chuyện nhỏ thôi. Thì các bạn thấy hồi nãy thấy những gì mình đang thấy không? Bột cô xuống đây lần nữa cô bột. Tẻ ra hai bên luôn đây các bạn. Tẻ ra hai bên luôn đây các bạn. Nè các bạn nhìn kỹ cái dấu mà khi nãy của tướng Anh cắm nè. Những cái nhang mà bị tẻ cái này đã nó đang nằm trong giữa nha bạn. Đây là cái dấu nó kéo ở ngoài nè. Nó tẻ đường để nó đi ra sao nè. Trời giờ sao bộ? Giờ mình là đi đặng đốt đi, đi đặng đốt. Đốt cá bộ sao? À, đi đặng đốt cá bộ đi. Lấy lá bộ. Trứng gà bể các bạn. Các bạn xem nè. Các bạn xem trứng gà bể nè. Chó bắt đầu sủa các bạn nghe không? Đốt đi đốt nó vụt ở đây. Không phải đâu, ngoài đâu. Ngoài đâu chẳng nghe. Đừng có đốt lên này cày đốt mà không phải. Sao lửa nhỏ gì vậy, lửa bụi lên. Tự nhiên lúc nào quẹt hết ga cha.
ba cây nhang khi nãy đốt rất là đều nha các bạn. Các bạn xem cây này, còn hai cây kia kìa, đốt thì cháy hết lá bùi luôn nha. Đi lòng luôn ha. Bây giờ mình cầm cái trứng lên được không ta? Cầm cái trứng là được không? Cầm là được coi. Nhìn nhẹ thôi. Coi được cái giống nước nó đâu. Có gì đó đỏ rồi. Có gì đó đỏ rồi. À, cái giống hột gà. Béo cái gì vậy? Bây giờ sao? Thôi bây giờ mình nè, bây giờ nè các bạn, có cái con nghĩa đu nữa cây nhang kìa, các bạn thấy không? Giờ tôi bỏ trứng gà lại chỗ cũ nha. Ờ, bỏ trứng gà lại chỗ cũ rồi để tôi cầu xả trò chơi rồi mình về. Xin hỏi thánh thần ma quỷ phương nào thì chúng con có mạo phạm gì, xin hãy bỏ qua. Chúng con xin nghỉ chơi và đi về. Xin hãy bỏ qua cho chúng con. Là còn bao nhiêu nữa? Thì mình nghĩ chắc bây giờ anh em mình nên đi về các bạn. Cũng khuya rồi, chó sủa các bạn nghe không? Còn cái trứng gà này mình sao? Giờ bồ để cái trứng gà trên cái chén, bồ cầm cái chén để lên trong cái góc mộ hay là chỗ nào đó đi. Rồi cắm lấy ba cái nhang này giờ ở đằng đó luôn. Đi đi. Lấy cái chén với cái trứng á. Cầm để lên một cái chỗ nào đó đi, lấy theo ba cây nhang luôn. Đi. Thì mình không biết giải thích như thế nào các bạn. Nếu như đúng thiệt là như vậy thì trò chơi này linh nghiệm nha các bạn nha. Nhưng mà mình không biết giải thích cái hiện tượng này như thế nào, nhưng mà trò chơi này linh nghiệm nha. Nếu như các bạn nào mà muốn trải nghiệm cảm giác mạnh đó, các bạn cứ vô nghĩa địa rồi chơi trò chơi này thử xem có giống như anh em tụi mình không. Rồi anh em mình cắm ở đó rồi đầu giờ anh em mình đi về nha các bạn. Cái gì bồ gì đấy đây. Thì các bạn thì mình không biết giải thích cái hiện tượng này như thế nào, nhưng mà hai anh em mình đã chơi cái trò chơi này và thấy nó linh nghiệm các bạn. Mình không biết là linh nghiệm ở chỗ vùng đất này hay là sao đó, nhưng mà có cái mình thấy rất là linh nghiệm nha các bạn nha. Thì lần đầu tiên trò chơi mình cảm thấy là linh nghiệm nhất thì có thể là trò chơi này với là trò chơi cái bút xây xây ấy. Mình thấy hai trò chơi đó có vẻ linh nghiệm các bạn. Còn Tướng Anh thì thấy trải nghiệm trò chơi này Tướng Anh thấy như thế nào? Tôi thấy sợ, chưa bao giờ tôi thấy sợ như vậy. Tôi chỉ sợ cái lúc mà cái bó nhang thôi, tới cái lúc trứng gà này thì có lẽ tôi nghĩ là trò chơi linh nghiệm để thấy thôi, nhưng mà có cái bó nhang nó như vậy thì mình thấy nó rất là kỳ các bạn. Lúc đó mình thấy kỳ cho mình hơi khó thở. Thì thôi bây giờ anh em mình đi về. Nếu như các bạn thấy clip này hay, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ anh em tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.